chùa có khối gỗ hợp hoặc là bộ ngựa. Trước kia thầy trụ trì chùa sử dụng làm bàn thờ Phật. Nay thầy định thay bàn thờ mới, nếu con mua hộp gỗ đó về sử dụng vào việc khác, ví như dùng làm sập để ngồi hoặc nằm, thì có bị tọa bất kính với Tam Bảo hay không? Thực sự mà nói, nếu như mà quý vị có cái lòng kính Tam Bảo thì chúng ta sẽ không có nên làm như vậy. Xin nói ví dụ thôi. Nếu mà chúng ta nói một cách rốt ráo đó thì sắc pháp chỉ là sắc pháp thôi. Nó chỉ là tứ đại đất nước lửa gió thì nó không là cái gì hết. Nhưng mà nếu mà mình nói như vậy đó, cái người họ họ lập luận như vậy đó, thì họ thờ cái gì, như cha mẹ mất thì họ thờ hũ cốt để làm cái gì? Thì tại sao cái hũ cốt đó nó cũng tròn, ví dụ như vậy, nó cũng tròn, sao mình không có tiện rồi mình đặt nó để mình kê cái này kê cái kia? Nếu nếu mà mình thật sự mình nói tất cả các cái sắc pháp nó chỉ đơn giản là tứ đại mà thôi, tại sao mình không làm như vậy? Bởi vì chúng ta có lòng tôn kính và nó là một cái vật đại diện để chúng ta có thể nhớ về. Thành ra chúng ta không làm như vậy được. Cũng vậy đó. Cái người không biết thì thôi. Cái người không biết thì thôi, không sao hết. Nhưng mà khi chúng ta đã biết đó là cái bàn thờ đó, cái gọi là cái sập đó đó, từng đặt Đức Thế Tôn lên trên đó, từng đặt cái tôn tượng của Đức Bổn Sư lên trên đó, mà bây giờ mình biết như vậy thì mình có thể nào mà mình lăn lên đó, mình lăn mình lộn lên trên đó được hay không? Nên nên nghĩ như vậy, nên nghĩ như vậy. Thì theo cá nhân sư thôi, theo cá nhân sư thôi thì nên tránh. Thời Đức Phật quá khứ đó thì có nơi mà có một không không cần phải nói thời Đức Phật quá khứ, thời Đức Phật hiện tại, bốn nơi động tâm là nơi Đức Phật đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và niết bàn. Nếu mà chúng ta nói thì cái nơi đó chỉ là cái nơi đó thôi, người không còn nữa, vật không còn nữa, thì chúng ta đến chúng ta để lại lễ lạy làm cái gì? Lễ lạy làm cái gì? Đó. Bởi vì bản thân Đức Phật và chư hiền thánh tăng các ngài đã viên tịch rồi thì mình đến những nơi đó để làm cái gì? Đây. Và như vậy thì tại sao chúng ta đến đó chúng ta lễ lạy mà chúng ta lại không được bất kính, chúng ta không được phóng uế lên trên đất? Tại vì nơi đó đã từng đặt dấu chân của một vị chánh đẳng chánh giác, từng mang dấu ấn của ngài. Đấy. Thành ra chúng ta có được cái sự kính trọng, có được cái sự kính trọng đối với những nơi mà chúng ta biết. Còn những nơi mà Phật đã từng đặt chân qua mà mình không biết thì thôi. Tại vì mình không biết thì không ai nói gì mình. Nhưng mà đã biết thì mình sẽ không có làm những chuyện như vậy. Ha.